Ủa anh chị Lân, anh chị Lân, anh làm gì mà anh căng thẳng chứ? Anh quên một việc rất là quan trọng luôn. Ủa quên gì? Anh quên, bởi giờ anh quên review một cái đồng hồ Rainmuller V32 vàng nguyên khối đến kim cương. Tại sao bữa giờ anh không review nha? Thôi căng thẳng làm gì, bây giờ review cũng đâu có muộn đâu anh. Bây giờ anh lấy ra review liền đi, em với tất cả mọi người cùng biết luôn. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi unbox chiếc đồng hồ Rainmuller V32 full vàng nguyên khối đến full kim cương. Đây là nguyên hộp đồng hồ. Và bây giờ mình sẽ unbox từ cái nắp. Đó, đây là giấy chứng nhận và được rất nâng niu tỉ mỉ để trong cái bì da này, rất là giá trị. Rainmuller. Sau khi khui hộp giấy ra thì chúng ta sẽ thấy cái hộp chính rất là sang. Trong chiếc hộp này chứa chiếc đồng hồ mà chúng ta đang chờ đợi đón xem. Đây là chiếc đồng hồ Rainmuller V32 dành cho nữ nha. Những bạn nữ nào đã đẹp và sang rồi đeo vào sẽ rất là đẳng cấp và tuyệt vời. Đàn ông như tôi đây đeo lên cũng đẹp cũng sang vậy. Đừng nói chi phụ nữ. Gì? Chó quá à? Chó quá à? Lấy kính đeo vô, lấy kính đeo vô để chăn chặn thì chó lại coi. Tay của Kỳ Lân á thì không quá to, nó cũng vừa vặn, nó cũng dễ thương giống như những bàn tay của những chị em xinh đẹp, nên là tay của Kỳ Lân xin mạo phép được nâng niu chiếc đồng hồ Rainmuller V32 bằng vàng nguyên khối và kim cương thiên nhiên này. Tay này dễ đeo lắm, được unisex luôn á. Những cái đồng hồ nào mà đẹp đẹp là tay Kỳ Lân đeo đẹp hết á. Toàn bộ là bằng vàng với kim cương hết luôn á anh. Chính xác, trừ phần dây đeo ra nha, còn lại tất cả đều là vàng nguyên khối hết. Cái đầu khóa này cũng là vàng nguyên khối A750 luôn, và cũng có đính kim cương thiên nhiên luôn. Wow, rất chiếu, rất sáng và rất đẹp. Tức là full cái vỏ đồng hồ này đều được làm từ vàng nguyên khối A750, full kim cương tất cả mọi nơi bên ngoài. Những viên kim cương đẹp, xuất sắc, những viên kim cương đồng nhất. Khoan khoan, anh cho em xem lại mặt lưng không? Đây. Wow, hình như là mình thấy luôn cả một cái sự hoạt động của bộ máy cơ học. Mình thấy luôn cả dây tóc của đồng hồ chạy bên trong luôn kìa. Rồi anh nhờ em lấy giùm anh cái máy soi kim cương. Và sẵn tiện anh soi luôn mọc dấu chứng nhận bên Thụy Sĩ. Để mà xem rõ đẹp nhất những viên kim cương thì mình sẽ dùng công cụ hỗ trợ. Với mắt thường mình nhìn không thể nào sắc nét được bằng những cái máy chiếu soi như vậy được. Từng viên kim cương này là những viên kim cương tuyển chọn đẹp nhất, đồng đều với nhau về chất lượng, về kích thước, về độ sạch, độ đẹp và tỷ lệ chia ổ cháo rất tuyệt vời. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiểm tra những cái mộc được chứng nhận AO750 là ký hiệu của vàng 18. Đây là cái mộc AO750 đã được đóng lên trên chiếc đồng hồ này. Tức là đồng hồ này đã được kiểm định là vàng AO750. Đây là hình đầu con chó nè. Nhưng mà đố em là hình đầu chó gì? Chị em. Chó gì? Phải là chó Bernard không anh? Chính xác. Tất cả hầu như là những cái đồ mà bằng vàng. Đối với những sản phẩm mà đờ mi thép với vàng cũng không có mộc luôn. Phải là nguyên cái bằng vàng thì thường được kiểm định xong chúng thì họ sẽ đóng cái mộc này vào. Em thấy cái bên nó còn có một cái mộc nữa đúng không? Đúng rồi. Đây là cái mộc, cái căn nè. Tuy nhiên vào mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ thì cái mộc sẽ khác nhau. Có những cái mộc là hình bà đầm. Ồ, giờ em mới để ý nha. Nói về đồng hồ Rainmuller, tay bên kia thì lại đeo Hublot. Đúng rồi, hai cái hãng đồng hồ này đều là danh tiếng, danh giá trên thế giới cả. Một cái thì rất đẳng cấp và thời trang, một cái thì rất thể thao và thời trang. Vậy giá của cái đồng hồ Rainmuller này là bao nhiêu vậy anh? Giá của chiếc đồng hồ Rainmuller V32 bằng vàng nguyên khối và full kim cương này là trên 300 triệu đồng em nhé. Cái này mà bạn nào mà đang cua gái, bạn nào mà đang có người yêu á, tặng một cái hả? Chưa có yêu cũng thành yêu, mà yêu rồi thì yêu nhiều lắm luôn á. Hoặc là anh nào đã có vợ rồi thì ngoài việc nói là anh thương vợ nhất, vợ là số 1, vợ là số 2, công an số 1 thì mình cũng nên tặng Rainmuller cho. Tặng là tình cảm hâm nóng liền luôn á. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất.
những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.